sẽ vào bếp với cái món cơm rang của nhà ơi. Thì mình cho mình để lên mình cho trứng thật. Mình sẽ cho cơm vào xào. Cho nhiều trứng quá mình chỉ cho một quả trứng cả nhà nhé. Đây, cái cơm mà mình rang lên cả nhà ơi. Thì mình rang thì mình rang cho nó săn săn cơm rồi đó cả nhà. Xong là mình đây cái nguyên liệu của mình gồm có trong rang cơm thì mình sử dụng rau súp lơ này, súp lơ xanh nhé. Rồi tôm và đây là lạc xưởng nhé. Thì con nhà mình nó không thích ăn cái rau nào ngoài rau broccoli kia đấy, cái rau súp lơ xanh đấy, cho nên là mình sử dụng cái rau súp lơ xanh vào đây cho con nhà mình ăn. Không thích ăn thì mình thái to thì chắc mình nhặt ra dễ. Đó. Mình xào sơ qua rang thêm. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vào cùng này cả nhà. Mình cho lạc xưởng vào rồi cả nhà. Xong mình mới bắt đầu mình cho tôm các thứ vào cùng. Vừa có rau xanh này, vừa có thịt này. Lạc xưởng nó là có làm bằng thịt rồi này. Nhưng có tôm này. Bây giờ thì mình cho chút mì chính này. Mình cho một chút gia vị này nữa này. Lúc mà đặt được mình cho thêm chút tiêu chứ mà nữa là rất là ngon. Giờ thì mình cho một chút ớt vào đây cả nhà. Một chút ớt cho nó cay hay không? Tại vì con thì mình cũng hơi ăn một chút ít thích chứ ăn cay cay được, nên là cho tiêu vào này. Một chút ớt cho tiêu. Đấy, giờ thì mình đã xong cái món cơm rang của mình rồi đây cả nhà. Thì mình bắt đầu xúc cái cơm rang này ra cái đĩa đi cả nhà. Đó, cơm vừa săn cơm rang và ngon không? Không hề ướt tí nào nhé. Đó. Đó. Đây là bữa trưa của nhà mình đấy. Cho con cái đi học về ăn đấy cả nhà. Đó. Đấy, con ăn như này là đủ chất à, hợp với những cái khẩu phần ăn của cháu. Thôi thì mình xin kết thúc cái video ở đây nhé cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi cái video của mình.